Xin chào các bạn, lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship và Ruth sẽ chơi bắt cua giải toán nha các bạn. Hello, xin chào các bạn, lại là Ruth đây. Mắt của bạn Huy Cỏ. Huy Cỏ khá là nổi tiếng trong video quốc luôn á. Cái trò này giống như ai không quên học sinh lớp 5 của Ship. Nhưng mà có rất là nhiều cấp độ, Ship nghĩ là chúng ta sẽ chơi cấp độ 1 đi. Ok, từ tiểu học tới trung học cơ sở hả? Toán cấp 2 chơi sao? Ok, mình chơi cấp 1 đi. Ok, vô cấp 1 thôi. Ok, đi. Giải toán đây, đây. Giải đi xíu. 81 chia 9 là 9, 9 trừ 5 là 4. 4, chọn ô số 4 nhảy vô. Đúng không? Chọn ô số 4 nhảy vô nè. Đó. Sẽ không bị té. Cũng đơn giản quá ta. Chưa tới khúc khó thôi. Vậy hả? Phải không? Cứ nghĩ là dễ mà. Ủa số 4 đâu nữa ta? Ai biết. Ủa, đó số 4 đây. Số 4 đây nè. Nhảy qua số 4 đi. Cái gì vậy? Sếp mới đẩy quýt một cái luôn á. Có đẩy đâu? Đẩy gõ gàng. Đi tiếp thôi. Chờ quá xíu. Ok, đây. Số 4. Đây, số 4. Đây từ từ, rút chạy lại liền. Ok, số 4 nè. Mới vòng đầu tiên mà sao rút té hoài vậy? Không biết, sao nhảy qua cứ rớt hoài à. Bực mình quá đi nè. Nhanh lên, xích đệ nè. Đây, nhảy qua đây nè. Rồi, ok. Rồi, đi qua đây. Từ từ nha, để rút lấy đặt. Ok. Rồi, đây. Từ từ. Ok, tưởng nào rớt rồi ship. Qua vòng 2 thôi. Ok. Có câu đố không? Không. Ủa sao vậy? Hình như một vòng giải đố một vòng bắt cua hay sao á. Tức là đang sang. Nhảy bên dễ thôi. Đâu cần nhảy bên khó đâu. Mắc gì hay nhảy bên khó trời. Tự làm khó bản thân mình mà. Đây. Đây. Câu đố nè. 49 cộng 59 chia 12 là bao nhiêu? Không biết nữa. Là bao nhiêu các bạn? 108 chia 12 là nhiêu? Là 9 chứ là bao nhiêu nữa? Vậy hả? Chứ sao? Nên. Ôi, chính đây. Nhảy hồi không biết số 9 đâu luôn á trời. Thiệt luôn á. Cứ tung tung một phát là cứ rớt đất luôn rồi nè sếp. Chờ quá chứ nha. Ok. Tung tung lên chóng mặt quá trời quá đất luôn, rớt hoài nè. Trời ơi. Rồi, câu đố đây nè, câu đố đây nè. 400 x 5 chia 200 là nhiêu? 400 nhân 5 là 20.000. Ủa đúng không? Là chia 10. Còn 10. Đây này. Chờ quýt chứ coi. Cái này nhảy xéo xéo ta. Dễ mà, nhảy thẳng thôi. Ok, tôi biết rồi. Lên luôn. Ủa, bên này không có câu đố nè sếp. Nhưng mà nhảy cái này cũng hơi khó đó nha. Phải không? Quýt nghĩ cái này đơn giản mà. Nhưng mà khó với sếp. Mém té. Lên. Qua đây. Qua đây, nhảy lên. Nhưng mà Good ghét mấy cái nhảy tưng tưng lên đúng không? Chóng mặt quá à. Ok, tới rồi nè. Tới luôn Good ơi. Tiếp. 8 cộng 9 nhân 0 là 8. Trời, ghê chưa. 9 nhân 0 là 0. Đúng 8 rồi. 8 cộng 0 là 0. Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu bà con. Nhân chưa chung cộng chừng sao mà. Xem nó cặp cái ship à. Loạn ngôn luôn các bạn. 88, ô số 8 đâu? Đây. Ô số 8 đây. 8. Good đang nhảy bị rớt quá. Mạnh ghê á. Tiếp đi Good ơi. Đây. Bắt cua bình thường. Ăn gà qua mới được. Ủa này dễ mà ta. Đó, nhảy lên, nhảy qua thôi. Rồi, biết là biết nhảy rồi. Nhanh lên. Từ từ, chưa quen. Cái gì mà nhảy tưng tưng vậy trời. Chưa quen. Rồi, biết là biết nhảy rồi. Rồi, biết là biết nhảy rồi. Ok, được rồi nè. Tiếp thôi. Cái gì cũng phải có lần đầu chứ sếp. Rồi, ok. Ok, dễ quá luôn. Ghê. Cái gì mà số dài dữ vậy? Sao mà dài vậy? Trời đất ơi. 150.000 cộng 750.000 là nhiêu? Là 900.000. 900.000. 90000 đúng không? Đúng rồi. 900.000 nè. 0. Nhanh lên ship. 0, từ. Sẽ té quá đi. Trời, có gì đâu mà té, cứ nhảy lên nãy giờ nè. Ui. Qua đây. Bắt cua thôi, bắt cua tiếp. Cái này bắt cua đơn giản. Chọn cái đi bên này đi. Cho đỡ phải bên kia. Hồi sinh. Đó. Các bạn nào chơi mắt giải đố như này chưa? Tìm điểm khác nhau. Là tìm số khác hả? Số 10 nè sếp.
À số 10 khác kìa. Nhảy ở số 10 liền. Ok. Ủa, nhảy sao? À đây 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 đây, bay lên. Bên đây có số 2 nè. 02 nè. 02 tìm 20 hả? À, không phải 02. 02 nè. Rồi 03, 03 30. Tìm 30. 30 đâu? 30 đây. Ủa ở trên đó hả? Trên cao. Tìm 40. Ủa 40 đâu? À 40 đây. Tìm 50. Ấy cái gì vậy? Dạ xếp. Nhảy ngược lại. Mới tám gút cái luôn á. Nhảy 50. 50 đâu? À, đây đây, bước qua rồi nè, nhanh lên. 60 tìm 06. À 06 đây nè. À. Trời chóng mặt quá xếp. Trời ơi. Muốn ói quá đi. Tìm 70, 70 nè, 70 nè. Tôi thấy rồi. Mà nhảy vô chưa được cái ô. Oh my god, đẹp. Ok, được rồi, được rồi. Oh my god. Cái đại gì đấy? Không biết nữa, cái đại đại á. Đừng nhảy xuống cái ô màu đỏ là được nha. Dạ hả? Phải nhảy qua nó nha. Có biết rồi, nhưng mà nhảy được không không biết. Sếp làm mẫu này, nhìn theo sếp này đó. Sếp biết mẫu lúc nào nó cũng khác cái thực tế không? Đó. Trời ơi, quá giỏi. Ừ. 8 x 5 bằng 45 đúng không? Đúng rồi đúng không? Sai. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Gì sai? 40 chưa? À đúng rồi. Trời đất ơi. 9 x 6 5 4 đúng không? Đúng. Đúng hả? Đúng, đúng hay sai? Đúng. Ừ, ok. Chứ chưa hợp vẫn có chừng các bạn. Thôi đi theo bút luôn, xin khỏi giải các bạn. 7 x 7 = 47 đúng hay sai? Hả? 7 x 7 = 47. Sai. Ai vừa anh kia? Ừ, bạn 749 mà. Ừ. Trời ơi, quýt hụt bản có chưa ngồi, có ship là chơi hụt thôi. Ok, bay lên. Yêu, yêu, chiêu. Rồi, qua đây, qua đây, qua đây. Thôi. Cái này quá đơn giản. Quá đơn giản. Rồi, tiếp, tiếp, tiếp. À, cái gì đây? Lại là một bài toán. 3, 6, 6, 9, chia 3 là 1, bao nhiêu? 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Phải không? Đúng rồi. Đúng rồi nè. 1 nè. 2 nè. 2 nè. 2 nè. Rồi, ok. 3 nè. Ok. Đi tiếp thôi. Đi qua trận động quá đó nha. À. Thế cũng sợ động quá nè. Từ trời nó qua rồi mình hãy chạy qua tới. Cái gì đây? X trừ 820 bằng 250 vậy x 250 cộng 820 là 10.000. 10.000. 1.070 hả? Ờ đúng rồi. Đi qua đây. 100 nè. Ok. Nhanh lên, nhanh lên. 7 nè. 0 nè. Ok. Ok. Cái bạn tính nhẩm còn nhanh hơn 17 nhân 3 là nhiêu? 21 nhớ 2, 3 nhân 1, 3 nhân 2, 5 51. Ừ, tìm số 51 đi. 51 đây nè. Từ 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 từ. Ú-cù. Ây da. Hồi trần gớt xuống chống cái ô khác là mình chết á. Chứ làm gì gặn dữ rồi xíp. Đi nhanh lên gút ơi. Đây đây đây, gút trước xíp rồi mà còn kêu đi nhanh lên. Nhảy giữa đi. Mất gì vậy, hai bên chỉ chốt cực vậy. Ừ. Tự làm khó bản thân mình không à. Ủa, hả ơi. Có nhiêu đó hả? Level 1 là có nhiêu đó hả? Có đã hả? Mình sẽ chơi level 26 nha. Ok luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video giải toán bắt cua này của ship. Nếu các bạn thích những video của ship thì hãy nhớ cho đăng ký kênh cũng như like và share. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Bye bye các bạn.